Hello, xin chào mọi người. Tối hôm qua là tối thứ 6 thì tại vì Hà có ăn tối với công ty thì nên là về muộn. Gần 11 giờ Hà mới về thì nên là không có thời gian để làm video cũng như edit video. Thế nhưng hôm nay là qua ngày thứ 7 rồi và Hà sẽ dẫn mọi người đi vài chỗ với Hà nha. Hà cũng đang ở gần cái chỗ này này. Đây là cái chỗ bán nước mía ấy. Nên là bây giờ Hà sẽ vòng xe để đi mua một cốc nước mía. Tranh thủ mua một cốc nước mía. Sau đấy thì sẽ tới nhà bạn Hà để fill đồ ăn cho chó nhà bạn Hà. Ba con này là cả một gia đình, bố, mẹ, con gái. Kinh thế này. Nào. Rồi. Nào, ngồi xuống hết. Ngồi xuống hết không? Cái con mà hơi đen đen này là ao. Ben. Còn cái con béo bự đây này, con béo bự đây này cứ nhảy này này. Tên là Ben. Có cái con mà lắm mồm đây. Con lắm mồm này tên là gì? Con lắm mồm này tên là Bamboo. Là con này. Đây con mẹ này. Yuki. Au. 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 Hey, Ben. Không có nghịch. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Ghét không? Nhà nhiều con ha, một đống thức ăn luôn. Nào, mấy đứa kêu cái gì vậy? Hey. Sao bây giờ vào trong này ăn hết thế nào thế nào? Bây giờ phải bê ra ngoài, không ăn ở trong này. Nhìn Yuki này. Nhìn Yuki này. Yuki ngoan không? Yuki ngoan quá. Yuki ngoan quá. Trả bù cho con này này. Con này con tham ăn. Tham ăn. Tham ăn. Con Yuki là ngoan thôi. Mấy con tham ăn này. Trời ơi, ăn này. Ăn lấy ăn để. Nhà bạn Hà có 3 con Shiba. Nó là cả một cái gia đình luôn đấy, tại vì hai con kia đẻ ra 5 đứa thì chỉ giữ lại một con. Đấy là có 3 con Shiba với cả một cái con chó con mà đang ngủ ở nhà Hà nữa, một con Yorkie nữa. Nhà 4 con chó. Kinh không? Bây giờ thì Hà vừa mới cho bọn nó ăn rồi, bây giờ bọn nó đang cãi nhau, chí chóe nhau để tranh giành đồ ăn. Cả ngày hôm nay, thực ra là cả tuần nay trời mưa ấy, thì nên là Toby không có được ra ngoài chơi, không có được ra ngoài chạy tí nào. Nhưng mà hôm nay thì trời rất nắng và đẹp. Thế nên là cho Toby đi ra công viên chó. Certain, they don't carry heavy ornaments. Oh. They shed more, you know. And you said that was 69. And you guys strapped to our roof for us. We will tie it to your roof. Okay. Cô bán hàng nói là cái loại này thì đắt tiền hơn, tại vì cái lá của nó cứng hơn, nó dày hơn. Thì khi mà mình treo đồ trang trí lên ấy, thì cái này nó không dễ bị gãy. Nhưng mà cái này mùi thì nó không thơm bằng cái bên kia. Cô ấy nói là cái lá của cái này này. Thì mọi người có thể thấy là nó mỏng hơn hẳn. Thế nên là nó dễ bị gãy. Với cả lúc mà mình treo đồ trang trí lên ý, thì nó dễ bị, cành nó dễ bị chĩu xuống. Nhưng mà cái này thì thơm hơn. Hả?
You want to put on heavy ornament? Yeah, I think it's the one that you pointed out. Hải chưa bao giờ đi mua cây thông bao giờ nên là Hải cũng không có kinh nghiệm gì hết. Cái này đẹp ha, tại vì màu của cái này ấy, nó hơi trắng trắng một chút, kiểu nó hơi xanh mà hơi xanh trắng trắng ấy. Còn mấy cái cây khác thì nó chỉ là một màu xanh thôi. Nhưng mà cây này thì nó hơi trắng trắng một chút. Mọi người thấy không? Cái này xanh này. Nhưng mà cái này nó hơi có một chút kiểu trắng trắng ấy. Cái cây này thì nó có mùi. Còn cái cây mà có màu trắng trắng ở đằng kia mà lúc nãy Hà nói rằng là Hà thích ý, thì cái đấy không có một tí mùi nào cả. Không ngửi thấy gì hết. Bây giờ là 9:30 ngày thứ 7. Và đoán xem là Hà đang ở đâu? Bây giờ mới có cây thông Noel. Thế nên là bây giờ mới đi mua mấy cái quả ấy. Mấy cái quả mà nó để trang trí cây thông Noel ấy. Bây giờ mới đi mua, hôm trước thứ 2 ấy, đi chả mua được cái gì hết. Thế nên là hôm nay đi một cái to hơn, rộng hơn, mong là sẽ mua được cái gì đó. Hà tìm được cái cây thông này để ở trong phòng của Hà, kiểu nó cũng vừa nhỏ, đủ nhỏ thôi. Đấy thì Hà sẽ trang trí cây thông bằng cái này. Hà nghĩ là màu này nhìn ok đúng không? Đang mua găng tay để đi gym tập thì nó sẽ đỡ bị mấy cái này. Does it fit? Little big. She says little big. Okay, little big. And in. Oh, purple. I don't like this color. Perfect color for you. I don't like this color. The pink color that you like. Do I love the surprise we have in here? Merry Christmas! Here's what you could be getting this year. You just have to match 3-2 in it. Do I scratch it? Yeah. What is it? This book. One mistletoe. One present. Santa hat. Match 3! Nice. Đây là món quà mà hôm qua Hà tặng Bảo. Cái này nó là kiểu một cái set để làm cái cocktail của mình ấy. Thì bên trong này nó có đủ thứ để làm một cái cocktail của mình. Dashes of bitters. 7 8
Right. Okay, let's try this. Okay. Oh! That's really good. It doesn't taste alcoholic at all. It's like punch. Yeah. Uống vào không cảm thấy là có vị rượu ở trong này. Cái hộp mà Hà mua tặng Bảo hôm qua ấy, thì nó là một cái dạng mà subscription box, tức là mình đăng ký cái đấy thì hàng tháng nó sẽ gửi về cho mình. Thế nhưng mà Hà không mua hàng tháng, Hà chỉ mua đúng một tháng thôi. Thì cái hộp đấy nó là kiểu tổng hợp rất là nhiều những thứ để mình có thể làm ra được một cái loại cocktail hoặc là một cái đồ uống gì đấy. Nó có đầy đủ các thứ hết và mỗi thứ chỉ vừa đủ để mình làm cái đồ uống đấy thôi. Thế nên là nếu mà bạn nào muốn thử mà ở Mỹ thì Hà có thể để link ở dưới nhá. Toby có nghe lời mami không? Toby có nghe lời mami không? Hôn một cái xem nào. Hôn một cái. Thè cái lưỡi ra, sao thè cái lưỡi ra một tí như vậy để làm gì ấy nhở? Nghe lời thì hôn một cái nè. Hôn một cái. Ngày hôm nay Hà làm được khá là nhiều việc. Trong đấy có việc đi mua cây thông Noel và đi mua đồ trang trí. Bây giờ thì muộn lắm rồi, bây giờ đã 11 giờ 11 rưỡi đêm rồi. Và bây giờ thì Hà mới bắt đầu ngồi edit video này. Tại vì bây giờ Hà đang muốn đi ngủ. Thì nhưng mà ngày hôm qua thì đã không có lên video rồi. Thế nên là ngày hôm nay Hà sẽ cố ngồi edit nốt và đăng video xong rồi sau đó sẽ đi ngủ. Và ngày mai sẽ là chủ nhật. Và ngày mai thì sẽ bắt đầu bắt đầu trang trí cái cây thông vừa mua hôm nay. Đó vậy thôi, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và Hà sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye.